Rồi, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Long Finance. Rồi bây giờ sẽ đo vai của Yunay nha. Đây, góc ngang nè cho các bạn xem nè. Đó. Đây đúng nha. 39 cm nè, đó các bạn thấy không? 39 cm nè. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt giữa cái vai nam tập tạ và cái vai nữ tập theo chương trình của Ra Long Finance nó là bao nhiêu nha. Đây bây giờ đo vai em ra sao em đo vai nè. Đây, 60 cm, đúng không? Rồi tôi chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ, chị em phụ nữ sẽ không bao giờ muốn một cái phần bắp vai to bự như tôi đâu. Tại vì á, chúng ta sẽ không cầm cái cục tạ như thế này để chúng ta tập cái vai. Cầm cái cục tạ như thế này hay tập những cái bài đẩy vai, cái xác suất cái vai to bự dày đô bự nó sẽ rất là cao. Mà đa phần chị em phụ nữ chỉ muốn một cái vai nhỏ và vai dưới 40 cm. Như vậy thì các bạn sẽ tập với cái mức tạ và cái cách tập như thế nào? Các bạn sẽ cần một cái cục tạ nhỏ như thế này. Đây, em cầm hai tay. Cầm hai tay như thế này nè. Đây, cái bài tập này tôi sẽ chỉ cho các bạn sẽ tập đứng vừa nhảy vừa đẩy tạ tới phía trước như thế này. Rồi, đó, thử tập 5 cái. 1 2 3 4 5. Rồi, đây là cái bài thứ nhất. Tại vì sao? Tại khi mà các bạn cầm cái cục tạ mà các bạn đẩy như vậy, một á là tay của các bạn nó vừa tham gia, hai á là vai của bạn nó vừa tham gia, ba á là cái thể lực và cardio của bạn nó cũng cùng tham gia. Và như vậy nó tổng thể nó giúp bạn vừa giảm mỡ và giảm cân toàn thân và săn chắc cái phần vai. Nó không phải là những cái bài mà nó làm cái gọi là trương lên cái khối cơ này, ví dụ như là nâng ngang lên hoặc là đẩy mạnh lên ở cái mức tạ nặng như thế này. Đây là những cái bài tập phù hợp để bạn tập ở nhà cùng với cặp tạ đơn, cùng với cái tạ đơn nó đơn giản. Rồi cái bài thứ hai, rồi nó không phải là cầm như thế này để đẩy lên như vậy, ok không? Rồi tôi sẽ chỉ các bạn sẽ không còn dùng tạ luôn, các bạn sẽ cầm tay không thôi, các bạn sẽ tập ép vai như thế này, 1 2 1 2, đó nâng ngang lên, nâng ngang hạ xuống, nâng ngang đúng rồi, nâng phía trước hạ xuống, nâng ngang. Nghĩa là với cái bài tập này các bạn sẽ tập với một cái tốc độ mạnh, nhanh. Liên cái việc mà bạn nâng cái cánh tay của bạn là bạn đã đốt được một cái lượng calo hợp lý để đủ để kích thích cho cái bắp tay của bạn nó vừa đủ, nó nhỏ thôi, nó thon gọn. Và cái vai của bạn nó cũng không phải nâng quá nhiều. Nhớ nha, nếu mà vai của bạn nó nâng mà nó quá nặng và bạn còn ăn quá nhiều đạm thì dễ là bạn trương được cái khối vai cơ to ra giống như cái vai tôi là nam. Đó, tập nhẹ nhàng. Rồi, cái bài tiếp theo để mà tôi chỉ cho các bạn, cái bài số 3. Những cái bài tập này nó đều có trong cái chương trình tập vai dưới 40 cm dành cho nữ tại Ra Long Finance. Đây, bài số 3. Các bạn sẽ đánh tay như thế này với một cái tốc độ gia tăng dần. Khi các bạn đánh tay như thế này, cái vai của bạn nó sẽ nâng cái cánh tay của bạn theo cái phương lên, xuống, lên, xuống. Đối với nam giới nó sẽ có cái bài cầm cái cục tạ đơn nâng ngang lên để tập cơ vai như thế này, hoặc là nâng ngang để tập cơ vai này, nó sẽ to cái phần cơ vai. Khi mà kết hợp với cái nguồn dinh dưỡng lớn, ăn nhiều đạm, tập thường xuyên thì cái phần cơ vai nó to. Còn nếu mà tập nhẹ nhàng như thế này, các bạn sẽ có một cái phần vai nhỏ, nó sẽ phù hợp đối với chị em. Vì muốn đây chị em phụ nữ muốn cái vai dưới 40 cm mà, đúng không? Và đây là một trong những cái bài tập nằm trong chương trình tập vai dưới 40 cm. Rồi, ngưng. Đó, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những cái bài tập để làm sao cái vai của bạn nó không có vâm đô, nó không có to, nó không có dày, nó không có bự, nó nhỏ thôi. Đó, các bạn sẽ thấy một cái kích thước nó chênh lệch nhau rất lớn giữa cái vai 39 cm và cái vai 60 cm. Rồi, ở góc ngang các bạn sẽ cảm thấy một cái kích thước nó cũng rất là chênh lệch giữa cái vai to bự dành cho nam và cái vai nhỏ thon gọn cộng với việc là có xương vai xanh dành cho nữ. Nhiều chị em phụ nữ muốn những cái cách thức để có được cái phần xương vai xanh, có cái vai nhỏ, các bạn cứ nhắn tin trên Facebook của Ryan Finance để đăng ký chương trình và lịch tập, rồi tôi sẽ thiết kế cho bạn những cái chương trình đó để bạn có được một cái vai dưới 40 cm nhỏ xinh và phù hợp đối với nhu cầu của bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Ra Long Finance.